Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Tối Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên video mới. Video của Tối Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Shop sẽ có chính sách hỗ trợ chuyển khoản trước sẽ được miễn phí ship. Và những sản phẩm mà giảm giá thì phí ship 30. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo đựng laptop rất là đẹp ha, thương hiệu Binger. Và da này rất là dày ha, cái dày dặn và da phủ bóng ha. Kích thước về ngang là 37, chiều cao là 26 và cái bề dày là 13 để xách tay và đeo chéo rất là đẹp ha. Cái dây này là dây chất liệu là vải dù chắc chắn và cái chất liệu là da thật 100%. Đây là cái da của nó đây ha, da thật thở da và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây và một ngăn ở đây nữa ha. Lót bên trong là sạch đẹp hết ha và thương hiệu Binger dẹp nổi trên cái miếng da. Phía trước nó sẽ có hai ngăn ở đây và phía sau nó sẽ có một ngăn, có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp hết. Độ mới của chiếc túi này khá là cao ha, khoảng 80-85% và một ngăn ở đây, ngăn đây là bự nhất để mình đựng laptop, một ngăn ở đây để đựng laptop ha và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng. Lót bên trong là sạch đẹp hết, cái thương hiệu Binger dập nổi trên cái miếng da và đây là miếng tích da ha. Để mình xách tay mà đựng laptop rất là ok ha. Lên giùm em cái mã là 5501 690k. Cái đến là một chiếc túi đeo chéo ha, thương hiệu Gondian, da thật 100%. Thước bề ngang là 30, chiều cao là 25 và cái bề dày là 9 để mình đeo chéo rất là đẹp. Với thương hiệu Gondian dập nổi trên cái miếng da đây và da này là da thật 100% ha. Đây thương hiệu Gondian và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp, dây đeo dập hiệu thương hiệu Gondian và có một cái khóa kéo miệng ở đây và một ngăn ở đây, thích 500, lót sạch đẹp và một ngăn ở đây nữa có một cái khóa kéo miệng. Bên trong là lót sạch đẹp thương hiệu Gondian dập nổi trên cái miếng da đây và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp hết. Và ở đây nó sẽ có hai ngăn nhỏ ở đây và một hai ngăn đựng bút ở đây, lót sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 5547 ha, 590k, một chiếc túi đeo chéo rất là đẹp và cái độ mới khá là cao, 80-85%. Và kế đến là một chiếc túi xách tay. Để mình xách tay mình đựng hồ sơ ha. Lương thương hiệu Latin Red và ở đây là da thật dập vân. Kích thước bề ngang là 38, chiều cao là 28 và cái bề dày là 7. Để mình xách tay như thế này khá là đẹp ha và độ mới khá là cao, 80-85%. Này chỉ mình xách tay mình đựng hồ sơ ha, không có dây đeo chéo. Đây mình mở ra như thế này thì bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu ha, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây đựng iPad laptop và một ngăn ở đây có khóa kéo miệng ở đây và một ngăn ở đây nữa ha. Lót bên trong là sạch đẹp, một ngăn ở đây và hai ngăn nhỏ ở đây, cái thương hiệu Latin Red và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 5523 590k. Và kế đến
là một chiếc túi xách tay và đeo chéo thương hiệu Keno, kích thước bề ngang là 26, chiều cao là 30 và cái bề dày là 8. Để mình xách tay và đeo chéo đều được ha. Da thật 100%. Nó sẽ có độ mới khá là cao, nó sẽ có một ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha, độ mới khoảng 80%. Và cái dây chất liệu là vải dù chắc chắn, nhập hiệu thương hiệu ở đây. Và một ngăn ở đây hết 500, lót sạch đẹp ha. Và ở đây mình mở ra như thế này. Đây là da thật 100%, đây là cái thớ da của nó đây. Để mình có thể gài lại khi mình xách đồ nặng ha. Và mình mở ra như thế này. Thì bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây, bên trong dập hiệu cái thương hiệu ha, một ngăn ở đây mình có thể đựng iPad nhỏ nhỏ ha. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng, và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây nữa ha. Lót sạch đẹp hết, thương hiệu Keno, dập nở trên cái miếng da. Và đây là miếng tích da, da thật 100%, dày dặn và chắc chắn. Để mình xách tay như thế này và mình đeo chéo ha, lên giùm em một cái mã là 5582 490k. Và kế đến là một chiếc đồng hồ ngọc trai rất là xinh, đây là ngọc trai thật ha, ngọc trai thật 100%, ngọc trai si nhật ha, ngọc trai si nhật như thế này và còn sáng bóng ha. Ở đây cái thương hiệu Suken Quarry, ở đây Suken Quarry ha. Bên trong nó sẽ có đồng hồ, nó sẽ có cái chữ số hình La Mã ha, biểu thị trên chỉ giờ, ba cây kim dài nhất thì chỉ phút, kim dài nữa thì chỉ giây ha. Và cái thương hiệu đây Japan của Nhật ha. Và này đồng hồ sinh nhật ngọc trai, đeo rất là xinh xắn như thế này. Và cái mặt của cái đồng hồ, cái mặt của đồng hồ là 20 ha, mặt 20, khoảng 22 ha mọi người, mặt của đồng hồ khoảng 22. Và cái dây đeo đồng hồ là về dài khoảng cỡ 16. Đó, dây tay 16, mặt khá là đẹp ha, và độ mới còn khá là cao. Thương hiệu Sunken Paris của Made in Japan ha, đây Japan đồng hồ của Nhật, ngọc trai si Nhật. Lên giùm em một cái mã là 5648 ha, 1.100.000, độ mới rất là cao ha, 85-90%. Và ngọc trai thì nó sáng óng ánh ha, rất là lạ ha, mình sẽ tặng người thân cũng rất là ok. Lên những cái mã là 5648 ha, 1.100.000. Và cái đến là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%. Và cái thương hiệu là Calvin Klein. Da rất là dày ha, bề ngang là 25, chiều cao là 24 và cái bề dày là 8 ha, để mình đeo chéo rất là đẹp ha. Và cái thương hiệu là cái miếng kim loại là đồng giả cổ ha, ở đây là khoen khóa là đồng giả cổ ha. Và da dày dặn và chắc chắn, và cái dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn ha. Và cái khoen khóa đều là khóa đồng hết, khóa đồng giả cổ. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót bên trong mắt sạch đẹp thương hiệu Calvin Klein, dập nổi trên cái miếng da. Và một ngăn ở đây, một ngăn ở đây là bự nhất, thì bên trong là lót sạch đẹp á, nó sẽ có hai ngăn ở đây. Và thương hiệu Calvin Klein
zin dập nổi ở trên cái miếng da đây, và một ngăn ở đây, bên trong là lót sạch đẹp ha, da thật rất là dày dặn và chắc chắn. Lên giùm em một cái mã 5579 ha, 490k. Và kế đến là một chiếc túi xách tay da thật 100%, xách tay ha, nhỏ gọn và vintage, để đi tiệc đồ rất là ok ha. Độ mới khoảng 80%. Kích thước bề ngang là 23, chiều cao là 19, và cái bề dày là 10, để mình xách tay như thế này đi tiệc vintage. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót bên trong ha, lót da sạch đẹp, và thương hiệu Varemazzo Milano, xách tay vintage đi tiệc, và màu đen ha, độ mới khoảng 80-85%. Bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, mình có thể để ví dài, điện thoại, rất là vô tư ha. Marzano Milano dập nổi trên cái miếng kim loại ha, để mình ở đây nó sẽ có nút hít 500 tay như thế này. Lên giùm em một cái mã là 5345 ha, 450k. Và cái đến là một chiếc túi ha, xách tay và đeo chéo, thương hiệu hình con cá sấu, khá là đẹp để mình đựng laptop, rất là ok. Kích thước bề ngang, bề ngang là 36, chiều cao là 28, và cái bề dày là 8, xách tay và đeo chéo đều được ha. Da thật 100% ở đây. Đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, có một cái khóa kéo mẹ nha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết, và cái dây là chất liệu là vải dù chắc chắn. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha, và thương hiệu hình con cá sấu ở đây. Bên trong lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu, và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ha. Và bên trong nó sẽ có hai ngăn nhỏ ở đây, và thương hiệu Cetelo, dập nổi trên cái miếng da, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết, và một ngăn ở đây lót sạch đẹp, để mình xách tay và mình đeo chéo. Lên giùm em một cái mã 5506 ha, 590k. Và da thật 100%, rất là đẹp ha, độ mới khoảng 80-85%. Và cái đến là một chiếc cặp để mình xách tay như thế này, da thật á, có thương hiệu, và cái dây đeo chéo là chất liệu là vải dù ha, chắc chắn. Kích thước bề ngang, bề ngang là 39, chiều cao là 28, và cái bề dày là 8 ha, để mình xách tay như thế này. Và cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng kim loại ha, thương hiệu là Angiro Zano, và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, và khoen khóa đều là dập hiệu thương hiệu hết, độ mới khoảng khá là cao, 80-85%. Và một ngăn ở đây, bên trong lót sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết, và thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây, làm đây là cái thương hiệu Made in Italy ha. Và một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết ha. Bên trong mình có thể đựng đồ và đựng laptop đều rất là ok ha. Và cái túi này khá là bự ha. Để mình xách tay như thế này. Lên giùm em một cái mã là 5536 ha, 590k. Và cái đến là một chiếc túi du lịch ha, da canvas của hãng Sandy, đựng khoảng 6-8 bộ đồ, độ mới khá là cao, 80-85%.
kích thước bề ngang là 50, chiều cao là 29 và cái bề dày là 23. Để mình xách tay như thế này ha. Và độ mới là 80-85% để mình đi du lịch. Và chất liệu là da canvas kết hợp với da thật ha. Những cái lăng này là da thật ha. Và màu vàng là da thật. Và ở đây là chất liệu là da canvas của hãng ha, Jenny. Ở đây mình sẽ mở ra như thế này. Thì bên trong là lót da sạch đẹp và xịn sò. Có một cái ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ha. Để mình xách tay và mình đeo vai đều được ha. Da thật thương hiệu Jenny ở đây. Những cái đàn màu vàng là da thật, còn lại là da canvas ha. Lên giùm em một cái mã là 5644 ha, 990k. Hôm nay shop sẽ giảm giá còn 850 ha. Lên giùm em cái mã là 5644 850k. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Da thật 100%, thương hiệu Saatchi. Kích thước bề ngang, bề ngang là 28, chiều cao là 30 và cái chiều dày, chiều dày là 10. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Da thật khá là đẹp. Và cái thương hiệu Saatchi 2 dập nổi trên cái miếng da đây. Và ở đây mình mở ra như thế này. Thì bên trong nó có cái thương hiệu Saatchi 2 dập nổi ở trên miếng lót ha. Và ở đây đựng card visit giấy tờ tùy thân thương hiệu Saatchi 2 dập nổi trên cái miếng kim loại ha. Và một ngăn ở đây lót sạch đẹp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Ở đây đựng bút, đựng viết và một ngăn nhỏ ở đây. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn nữa ha. Lót sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã ha. 5528, 590k. Và một chiếc lết cầm tay da thật dập phân xấu, rất là đẹp, độ mới khoảng 80-85%. Bề ngang là 27, chiều cao là 17 và cái bề dày là 4. Để mình cầm tay như thế này. Khá là đẹp ha, da thật. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây. Và đây là da mộc ha, da rất là dày dặn và chắc chắn. Dập phân xấu và một ngăn ở đây. Bên trong nó sẽ có một cái ngăn ở đây và một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây. Bên trong là lót da. Và phía trước phối một cái hình như thế này. Da thật ha, dập phân xấu. Này mình để điện thoại, tiền bạc, tư trang và ví rất là ok ha. Lên nhiều em một cái mã là 5620, 490k. Một chiếc lết cầm tay rất là đẹp. Và cái đến là một chiếc túi. Đeo chéo ha. Da thật màu vàng bò, rất là đẹp. Kích thước bề ngang là 23, chiều cao là 24 và cái bề dày là 6. Để mình đeo chéo ha, rất là ok ha, da thật 100%. Đây, nó sẽ có một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ha. Lót bên trong sạch đẹp. Và đây, da rất là dày ha. Và một ngăn ở đây. Thương hiệu ha, Farmwork. Dập nổi trên cái miếng da và một ngăn ở đây. Bên trong là lót da sạch đẹp hết ha, và một ngăn ở đây. Có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã ha. 5599 ha, 390k. Và cái đến là một chiếc cặp laptop. Da thật ha, da thật dập vân. Cái dây đeo là chất liệu là vải dù ha, chắc chắn, kích thước bề ngang
bề ngang là 35, chiều cao là 27 và cái bề dày là 14. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và độ mới khá là cao, 80-85%. Và một ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha. Ở đây đựng cạc visit, giấy tờ tùy thân. Ở đây mình có thể đựng đồ được ha. Và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây. Và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ha. Và ngăn này ở giữa ha, mình có thể mình dài lại ha. Phen khóa, dập hiệu, thương hiệu hết. Đây, một ở giữa mình có một ngăn mình có thể kéo lại như thế này ha. Và khoen khóa thì dập hiệu, thương hiệu. Độ mới khá là cao ha. 85%. Lên giùm em một cái mã. 5484690k để mình xách tay làm cặp laptop hoặc là đựng hồ sơ đi làm rất là ok ha. Da thật dập vân khá là đẹp, độ mới khá là cao. Có thương hiệu. Kế đến là một chiếc túi xách tay dạng foam cốp da thật, kích thước bề ngang là 26, chiều cao là 21 và cái bề dày là 7 ha. Để mình xách tay và mình đeo vai đều được ha. Da thật 100%. Và ở đây nó sẽ có hai cái ngăn, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp ha. Và mình mở ra như thế này thì bên trong cái dạng cốp lót sạch đẹp ở đây. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp. Thương hiệu Carbono Japan, dập nổi trên cái khoen khóa ha. Và ở đây nó sẽ có cái tag hiệu Carbono Japan như thế này. Và lên giùm em một cái mã ha. Bộ 5630 ha, 490k. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Thu Khâm Nô, da thật 100%, kích thước bề ngang là 27, chiều cao là 30 và cái bề dày là 8. Xách tay và đeo chéo đều được ha, da thật 100%. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong sạch đẹp. Và cái dây chất liệu là vải dù, dập hiệu thương hiệu Thu Khino. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong sạch đẹp. Hai ngăn ở đây và ở đây đựng bút đựng viết ha. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng đây, lót sạch đẹp. Và cái thương hiệu Thu Khino dập nổi trên cái miếng da hình con chim gõ kiến. Độ mới của chiếc túi này khá là cao ha, nó có rất là nhiều ngăn cho mình lựa chọn ha. Phía trước dập vân và dây đeo là dây zin của nó ha, Thu Khino. Và nó sẽ có hai ngăn, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây và một ngăn bự nhất trong đây. Lên diện cái mã là 5534 590k. Và kế đến là một chiếc túi ha, đeo chéo da thật 100%, thương hiệu Zipen, độ mới khoảng 80%, kích thước bề ngang là 25, chiều cao là 26 và cái bề dày là 8 ha. Để mình đeo chéo rất là ok, thương hiệu Zipen, dập nổi trên cái dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Ở đây mình sẽ có một cái ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Zipen. Và một ngăn ở đây có một cái nút hít 500, dập hiệu Zipen. Và đây mình mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ có một ngăn bự đây. Mình khi mình đựng đồ nhiều mình sẽ có thể mình mở lên được ha. Mình mở lên mình để đồ lên tới đây. Và khi mình để đồ ít thì mình có thể gập ở đây lại. Tại đây nó sẽ có hai nút hít 500. Và bên trong thương hiệu Zipen dập nổi trên cái miếng da đây. Và nó sẽ có hai ngăn nhỏ và đựng bút đựng viết. Bên trong là lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn ở đây thì mình có thể để iPad nhỏ nhỏ ha. Lên giùm em một cái mã 5406 ha, 490k. Và kế đến là một chiếc túi xách tay
giá thật 100%. Phối những cái màu vàng rất là đẹp ha, độ mới khá là cao, 80 đến 85, bề ngang là 24, bề dày là 10, chiều cao là 18, để mình xách tay đi tiệc khá là sang trọng luôn, màu xanh đen, độ mới khá là cao. Ở phía sau nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha. Và đây mình mở ra như thế này, thì bên trong lót da sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 5626 ha, 490k. Và cái đến là một chiếc túi treo chéo ha, da thật 100%, có thương hiệu, bề ngang da rất là dày dặn và chắc chắn, bề ngang là 34, chiều cao là 26 và cái bề dày là 13. Để mình đeo chéo rất là ok ha, thương hiệu Casin, dập nổi trên cái miếng da ha. Và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong sạch đẹp, chập hiệu, thương hiệu. Và mình mở ra như thế này, thì bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây, lót sạch đẹp, dập hiệu ha. Và một ngăn ở đây, nó sẽ có một cái ngăn nhỏ ở đây, lót sạch đẹp hết, dập hiệu, thương hiệu hết ha. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 5539 ha, 590k. Và cái đến là một xách tay da ghép, da cá sấu ha, da cá sấu. Và màu này là màu đỏ mận, khá là đẹp. Kích thước bề ngang, bề ngang là 30, chiều cao là 21 và cái bề dày là 9. Độ mới khá là cao, 85 đến 90% ha. Sạch đẹp hết. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót da sạch đẹp hết ha. Có một cái ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp ở đây. Lên dùm em một cái mã là 5641, 990k. Và kế đến là một chiếc túi xách tay và đeo chéo, thương hiệu Tabalo, da thật 100%, kích thước bề ngang, bề ngang là 30, chiều cao là 28 và cái bề dày là 9. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, độ mới khoảng 80%, lót sạch đẹp, dập hiệu, thương hiệu. Và một ngăn ở đây, bên trong lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp, dập hiệu, thương hiệu hết. Và ở đây mình đựng iPad, chống sóc cho iPad. Và phía sau nó sẽ có một cái ngăn nữa ha, lót sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 4257 ha, 390k. Hôm nay shop sẽ giảm giá còn 300 ha, 4257 300k. Và kế đến là một chiếc túi xách tay dập vân đà điểu ha, da thật 100%, dập vân khá là đẹp. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 25 và cái bề dày là 10. Để mình xách tay và mình đeo vai đều được ha, da thật 100%. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây sạch đẹp. Lên giùm em một cái mã là 5625, 490k. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay. Video của em lên vào lúc 19h và 12h hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Tạm biệt cô chú anh chị.